Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm giá đỗ bằng hộp nhựa của mình với tất cả các bạn. Một cái cách làm mà theo mình thì rất là đơn giản, dễ làm mà ai cũng có thể thành công được ngay lần làm đầu tiên. Và đây là cái chỗ giá đỗ mình đã thu hoạch được sau 3 ngày rưỡi và thu hoạch được từ 2 hộp. Và đây còn một hộp mình sẽ chưa thu hoạch đến ngay, và mình sẽ để khi nào ăn đến và mình mới thu hoạch. Còn bây giờ vì chưa ăn đến thì mình sẽ cất vào trong một cái túi ni lông và mình để vào ngăn mát tủ lạnh thì nó sẽ được tươi lâu hơn là cái việc mà chúng ta thu hoạch ngay. Đấy là ưu điểm của một cái ưu điểm khác của cách làm giá đỗ bằng hộp. Còn đây thì là cái chỗ giá đỗ mà như mình vừa nói với các bạn ấy, là sau 3 ngày rưỡi ngâm ủ thì nó rất là dài, có thể cộng đến 5cm, 5-6cm rồi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn cách làm giá đậu xanh của mình. Đầu tiên là phải có hạt đậu xanh thì các bạn có thể mua ở đâu cũng được. Nhưng mà lưu ý là hạt mà để thu hoạch, càng mới thu hoạch càng thì càng nhanh nảy mầm. Sau đó chúng ta sẽ mang hạt đậu vào ngâm. Thì chỗ này mình ngâm khoảng gần 2 lạng đậu và thời gian ngâm là 12 tiếng. Thì sau khi đã ngâm 12 tiếng thì hạt đậu của mình nó đã trương và có những hạt nó đã nứt ra như thế này rồi. Thì chỉ lưu ý là trước khi mang vào ngâm ấy thì các bạn nhớ là phải rửa thật sạch cái đậu này nhiều lần nước đi. Khi mà cái nước nó trong thì bắt đầu cho ngâm, và lúc ngâm thì chúng ta sẽ ngâm bằng nước ấm là tốt nhất, và thời gian ngâm là 12 tiếng. Trong khoảng 12 tiếng này thì nếu mà có thể thì các bạn thay nước 1-2 lần thì là tốt, mà không có thì không sao. Bây giờ sau khi đã ngâm được 12 tiếng rồi thì mình sẽ mình chắt cái nước này đi và rửa lại nhiều lần cho nó sạch sẽ. Sau đấy mình sẽ mang ra cái hạt đậu này vào ủ. Và đây là những cái hạt đậu của mình sau khi đã được rửa nhiều lần để cho nó hết cái nước chua đi. Thì mình mang ra, mình sẽ nhặt những cái hạt vỡ nứt đôi như thế này các bạn. Hạt này là sẽ hỏng. Và tất cả những cái hạt vỡ đó phải đưa ra ngoài, nếu không thì nó sẽ làm hỏng những cái hạt khác, nó gây mùi khó chịu. Phải nhẹ nhàng để ta nhặt ra các bạn. Nếu mạnh tay thì nó sẽ bong cái vỏ đi, nó sẽ hỏng. Cái hạt thế này phải nhặt ra. Bây giờ mình bắt đầu cho cái đậu xanh này vào ủ. Thì mình phải có những cái cốc nhựa. Thì những cái cốc nhựa này rất là quan trọng, là mình phải đục thủng những cái lỗ khá là lớn ở dưới đáy. Mục đích là để cho nước nó thoát đi một cách dễ dàng. Bởi vì nếu mà nước nó không thoát hết là nó sẽ gây là ống, làm hỏng giá của các bạn. Đây các bạn nhìn. Để đục cái lỗ này rất là dễ. Các bạn chỉ cần một cái thanh sắt hoặc là đầu cái kéo hay đầu cái dao, các bạn hơ rồi lửa cho nó nóng lên, rồi các bạn xuyên vào nhựa, nó chảy ra là nó sẽ có lỗ rồi. Để bây giờ mình bắt đầu cho đậu xanh vào để mình ủ. Cũng chỉ cần cho tương đối đều thôi các bạn. Như vậy mình đã cho một nửa số đậu này vào trong ba cái cốc nhựa này của mình. Và sau tiếp theo thì mình sẽ cho một cái lớp, đây là lớp giấy nhà bếp như này các bạn. Đây là cái cuộn giấy nhà bếp và mình đã lấy ra một cái mảnh như thế này. Đấy, mình gấp đôi lại và mình cho vào nước và làm ướt nó đi và mình bắt khô. Thì mình sẽ có cái miếng giấy như thế này. Đấy, mình sẽ đặt nó vào đây. Sau khi đặt vào thì mình dùng tay mình ấn thật chặt nhé các bạn. Ấn thật chặt cái đỗ nó xuống. Tương tự với hai cái cốc còn lại. Sau đó tiếp tục mình lại cho một cái lớp đỗ thứ hai. Bây giờ mình cho cái đỗ này nó đều ra.
Sau khi đã giải đều đỗ rồi thì mình lại tiếp tục cho một cái lớp giấy khác lên. Lớp giấy đã được làm ẩm rồi, mình đặt lên. Ấn chặt tay nha các bạn. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong ba cái cốc nhựa, thì các bạn thấy là vừa cái lượng đậu sau khi đã ngâm cộng với phần giấy nữa thì nó chiếm khoảng 1/3 đến 1/4 chiều cao của cái cốc này. Và công việc tiếp theo thì để giữ ẩm, bây giờ mình không cần tưới nữa bởi vì là đỗ thì đã được ngâm mọng nước và phần giấy cũng đã rất là ẩm rồi. Thì mình tiếp tục để giữ ẩm, mình đặt lên trên này một cái khăn. Đây là cái khăn rất là sạch các bạn. Khăn sạch mình đã cho vào nước và mình vắt khô rồi, nó còn ẩm thôi. Mình đặt lên trên, mục đích chỉ là giữ ẩm. Tương tự với hai cái cốc còn lại cũng vậy thôi. Mục đích là khăn phải rất là sạch nha các bạn, để cho giá nó không bị hỏng thì giấy và khăn đều phải rất là sạch. Và như vậy là mình đã xong rồi. Thì bây giờ mình chỉ việc là đặt ba cái cốc này vào trong một cái son hoặc cái thùng cái gì cũng được. Ở đây mình có một cái nồi nó cao như thế này, thì nó cao thành. Sau đó mình đặt vào đây một cái đĩa, mình úp xuống. Mục đích của cái đĩa này là để sau này mình tưới nước cho uống nước xong thì nó nước ở trong cái này nó không bị chạm đáy ấy các bạn, để nước thoát nước cho tốt nhất. Sau đó mình đặt ba cái cốc này vào đây. Đây các bạn nhìn, mình đặt vào đây. Rồi mình đậy cái vùng này lại. Cái vùng này á thì mình nó rộng hơn cái nồi một chút để có một cái khoảng cách để không khí lưu thông, nó có cái sự thoáng ấy các bạn. Đấy. Và tại sao mình lại không cho vào chậu hay là cái gì sáng màu mà mình lại muốn cho vào trong cái nồi này, bởi vì ánh sáng không xuyên qua. Một trong những yêu cầu cực kỳ quan trọng trong việc làm giá đỗ đó là không được để ánh sáng vào trong cái giá đỗ này. Thì mình dùng cái nồi nhôm này đậy kín. Sau đó tiếp tục mình sẽ đặt cái nồi nhôm này vào cái chỗ nào tối nhất, ví dụ một cái ngăn, một cái tủ nào đó mà tối om hoàn toàn. Giá đỗ của mình sau khi đã ủ được một ngày, bây giờ mình sẽ tiếp tục mang ra để cho giá uống nước. Cái ngày đầu tiên thì chỉ cần cho giá uống nước 2 lần thôi, và từ ngày thứ 2, thứ 3 trở đi thì mình sẽ phải cho giá uống nước từ 3 đến 4 lần. Bây giờ chúng ta sẽ xem là giá đỗ sau khi ủ một ngày nó như thế nào nha các bạn. Đây các bạn nhìn, giá đã ra dài khoảng 2cm rồi các bạn. Rễ nó còn là ra cả bên ngoài rồi đây này. Đấy, thế như mình thế này là mình cảm nhận là rất là tốt. Đấy. Thì bây giờ mình tiếp tục cho giá uống nước. Thì cái khăn ở trên này á, nó ẩm ấy, nhưng mà lúc cho giá uống nước thì mình vẫn cứ để cái khăn này mình để cho nó chèn, nó chặt, nó không làm nổi cái giá lên. Mình sẽ xả nước ở đây vào, xả nước ở vòi vào nha các bạn. Mình cho nước ngập giá luôn và mình để ngâm như vậy trong vòng 2 phút để cho giá uống no nước đi. Sau khi giá đã uống nước đủ 2 phút rồi thì mình sẽ nhấc những cái hộp giá này ra ngoài. Và một cái điều rất là quan trọng đó là cái khăn trên này bây giờ nó ướt sũng nước, chúng ta phải cho ra để vắt. Vắt khô đi. Nó chỉ ẩm thôi. Chứ nếu cứ để nguyên sũng nước như thế này là giá của ta sẽ bị úng rồi các bạn. Bây giờ mình lại đặt cái hộp giá này quay trở lại như cũ, lại đậy vào.
mang cất vào nơi tối. Và đấy là cái cách mà mình cho giá uống nước ngày thứ 2-3 giờ đi, là chúng ta bắt buộc là phải cho giá uống nước ngày 3 lần như vậy cho đến khi là thu hoạch. Và cái lần mà trước khi thu hoạch thì chúng ta không cho giá uống nước nữa, để đến khi thu hoạch thì giá nó được khô. Và bây giờ giá của mình đã ủ được 3 ngày. Các bạn thấy bây giờ nó đầy lùm như thế này là giá sắp được thu hoạch rồi đây. Đấy, mình sẽ xem nó như thế nào nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy không? Mình bỏ cái khăn này ra. Đấy, giá nó đã dài như thế này đó các bạn. Cỡ khoảng 3-4cm rồi đó các bạn. Thực ra là bây giờ nếu muốn là cũng thu hoạch được rồi ạ. Đầy lùm hết tất cả lên rồi. Đúng 3 ngày các bạn. Đúng chuẩn 3 ngày luôn. Đây, mời các bạn quan sát. Thích không? Như bây giờ theo mình là nếu muốn nó cũng thu hoạch được rồi đây. Đúng 3 ngày. Và chỗ mình ở là mùa đông nha các bạn. Nó đã dài như thế này rồi. Mình kiểm tra tiếp sang cái hộp thứ 3. Đây các bạn ơi, cũng tương tự nhau. Tức là cái hộp giá là đầy chặt như thế này rồi. Tuy nhiên bây giờ nó đang là 9 giờ đêm cho nên là mình cũng ngại thu hoạch. Cho nên là chắc là mình để sang sáng mai, tức là giá cho thành 3 ngày rưỡi thì mình mới thu hoạch, tức là nó sẽ dài hơn một chút nữa. Chứ bây giờ đêm rồi mình cũng ngại mang đi thu hoạch, mất thời gian lắm. Thế bây giờ thì vì là mai thu hoạch cho nên mình sẽ tiếp tục cho giá uống nước thêm một lần nữa. Mình sẽ đặt quay trở lại đây. Cũng chính vì là nó đã đầy lên thế này rồi, tức là giá nó chặt rồi, thì mình cũng lúc cho uống nước là không nhất thiết phải đặt những cái khăn này vào nữa. Mình xả trực tiếp nước lên đây thôi. Đấy, mình kiểm tra nước. Và vì là ngày giá hiện nay đã là ngày thứ 3 thì thường từ ngày thứ 2 và ngày thứ 3 trở đi thì giá có nhu cầu uống nước rất là nhiều, đặc biệt là ngày thứ 3. Cho nên mình sẽ ngâm giá trong nước này khoảng 5 phút nha các bạn. 5 phút để giá uống nước thật là no. Sau mấy đó mình sẽ nhấc ra. Khi nào mà cái nước các bạn sờ nó không có ấm, nước mát là có nghĩa là giá của các bạn rất là chuẩn, không có bị nóng quá là rất tốt. Sau khi giá đã uống no nước rồi thì mình bắt đầu nhấc những cái hộp giá này ra cho nó róc nước. Khăn này trước khi đậy lên trên một lần nữa thì mình cần phải giặt lại. Và sáng mai, tức là 3 ngày rưỡi sau khi ủ thì mình sẽ thu hoạch chỗ giá này. Và đây là chỗ giá của mình sau khi ủ được 3 ngày rưỡi. Hôm nay mình sẽ mang thu hoạch. Vì là hôm nay giá nó cao lên, nó đậy lên và nó đội cả cái vùng lên. Cho nên là sáng nay mình đã phải phủ thêm một cái khăn. Trước khi đi thu hoạch thì mình phủ một cái khăn để cho ánh sáng nó khỏi xuyên vào ấy các bạn. Bây giờ đến giờ thu hoạch rồi thì mình sẽ bỏ ra các bạn. Đây các bạn thấy không? Nó đội hết cả cái vùng này lên, nó cao lên rồi. Thì trong trường hợp thế này thì các bạn phải khẩn trương lấy cái gì đậy lên để ánh sáng nó khỏi xuyên vào. Đấy, mình bỏ cái lớp vùng này ra này. Bây giờ đến từng cái lớp khăn một. Oh wow. Các bạn ơi, chỉ sau một đêm mà nó cao thêm nhiều quá. Đấy, cái này ra nữa này. Cái này ra hết này. Các bạn nhớ là trước khi thu hoạch là mình sẽ không có tưới nước nha, để cho giá nó khô. Mình sẽ nhấc từng cái hộp giá của mình ra. Trời ơi, thích quá các bạn ơi. Các bạn nhìn cái cây giá nó cao, nó dài này. Thích không? Đấy. Bây giờ mình bỏ ra và mình sẽ chuẩn bị đi thu hoạch. Những cái hộp khác cũng vậy nha các bạn. Thích quá. Trời ơi. Cây giá đỗ nó dài khoảng 5cm rồi đó các bạn. Trong lúc mà các bạn cho ra ngoài ánh sáng này các bạn phải thật là nhanh nhá. Nếu không thì những cái đầu giá nó chuyển sang màu tím là giá nó sẽ bị đắng. Và đây là ba cái hộp giá đỗ của mình sau khi ủ được 3 ngày rưỡi. Nếu mà tính theo giờ ấy thì là chưa được 3 ngày rưỡi, được hơn 3 ngày một chút. Nhưng mà thôi, hôm nay nó rất là đẹp rồi, là mình sẽ đi thu hoạch. Vì là trồng giá trong từng cái hộp này á, cho nên là nó có một cái ưu điểm là mình không có nhất thiết là phải thu hoạch hết một lần.
Như những cái cách trồng giá khác mà mình khi mình ăn đến đâu mình trồng đến đấy. Mình lấy ví dụ hôm nay mình thu hoạch cái hộp này chẳng hạn, nhà mình chỉ ăn, ví dụ hôm nay chỉ ăn một cái hộp này, thì còn hai cái hộp còn lại thì mình sẽ cất vào trong một túi ni lông, mình cất vào tủ mát, ngăn mát tủ lạnh, thì là nó sẽ tươi được đến một tuần 10 ngày nữa, chứ không nhất thiết là các bạn phải phải thu hoạch hết một lần đâu nha các bạn. Đây mình sẽ lấy ra cho các bạn xem nó như thế nào nha. Đây là chỗ giá của mình lớp thứ nhất các bạn ơi, thích không? Đấy, cái mình lắc cái này phải cho cái vỏ hạt nó rụng xuống thì lát nữa mình lấy nó rất là dễ. Và bây giờ mình sẽ nhẹ nhàng mình lấy ra khỏi cái lớp giấy này, rễ nó cũng không có nhiều đâu các bạn. Nếu các bạn muốn thì các bạn có thể dùng kéo cắt, nhưng mà cái rễ này mình ăn hết nó chả có vấn đề gì vì nó rất là sạch ấy các bạn. Này, đẹp lắm. Cách làm của mình đó là ngâm nước 12 tiếng này, sau đó mình cho vào ủ. Thì ngày thứ nhất là mình tưới, mình cho giá uống nước 2 lần, những ngày sau mình cho giá uống nước 3 lần. Và tuyệt đối là phải tránh ánh sáng. Cho giá uống no nước và tránh ánh sáng là cái bí quyết để và không ối nước nữa, không có uống nước nữa thì là giá là thành công thôi.